Rất mừng được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Ngày hôm nay bên em sẽ lên sóng cho các bác một cái lô đẩy rất là hay, rất là đẳng cấp, rất là khỏe và đặc biệt rất là thông minh, đến từ thương hiệu Pure Audio MS1600 với cái dòng đẩy có công suất 800W một kênh, máy class H rất là xịn. Và bây giờ mời các bác cùng xem về chi tiết bên trong bên ngoài của cái dòng đẩy này nhé. Trước tiên thì em sẽ đưa về tổng quan mặt ngoài. Thì các bác cũng nhìn thấy đấy, nó sẽ là một cái mặt màu đen có màn hình hiển thị. Và cái màn hình hiển thị này nó sẽ báo cho chúng ta về cái mức âm lượng. Đó các bác nhìn này, âm lượng cho cả hai vế ở cái chế độ Sixtel Audio. Đó, âm lượng cho cả hai vế và nó sẽ có báo nhiệt độ. Nó sẽ báo nhiệt độ. Đây, và hiện tại thì em đang để ở chế độ không tải, đã bật chế độ không tải. Và hai bên nó vẫn đang là 25 độ C ở một cái sự cân bằng. Bởi vì là hiện tại thì trời nó đang hơi hứng nắng không nhá, hơi hứng nắng, và hiện tại là 25 độ C ở chế độ không tải. Nếu mà ở trong phòng có thể là sẽ mát hơn. Và đây, cái màn hình hiển thị này nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng để chúng ta có thể là dễ dàng kiểm soát được cái âm lượng của hai bên đã đều nhau hay chưa. Và quan trọng nữa là chúng ta có thể là kiểm soát được cái vấn đề nhiệt độ của hai kênh. Ví dụ khi mà các bác đang chơi, nếu như hai kênh này, một kênh là 40 độ và một kênh 42 độ hoặc 43 độ, nó là chuyện bình thường. Nó là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu một kênh 40 độ và một kênh 60 độ là nó đã có vấn đề. Nó cảnh báo chúng ta biết được là con này đang có vấn đề, để chúng ta có thể là hạn chế áp lại, chúng ta tắt nguồn đi và chúng ta mang đến thợ kiểm tra để tránh những cái trường hợp, nó phát sinh những cái lỗi do nhiệt, hoặc là có cái những cái lỗi mà nó không đáng khi chúng ta kiểm soát được các bác nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đó, thì cái dòng này mọi người vẫn thường hay nói rằng là nó là Black Mainboard, và chính xác thì nó sử dụng là Mainboard màu đen các bác nhé. Mainboard màu đen được sản xuất vào tháng 10 năm 2017. Đó, tất cả những cái linh kiện nó rất là xịn. Đây là bần vỉ công suất. Đó, 24 con sò NJWK, một trong những cái dòng sò cho cái tiếng rất là sạch, khỏe và hay. Đây là mọi người nhìn thấy, đây là hai bo, là bo trên và bo dưới các bác nhá. Nó sẽ đóng vuông cái này để nó phù hợp với cái thiết kế bên trong. Và con đấy này em đánh giá rất là cao về cái thiết kế. Nó về cái sắp xếp của nó rất là hợp lý. Nó rất là hợp lý. Và phải nói rằng là đây là một trong những cái dòng đấy cho cái tiếng nó rất là hay, hiệu suất cao, vì dòng này là chạy mạch class H các bác nhá. Nguồn rất là lớn, nguồn rất là lớn. À đây, mọi người nhìn đây, H800. H800 mùng 10 tháng 10 năm 2017. Và cái dòng này là sản xuất tại Trung Quốc. Mọi người lưu ý nhá, sản xuất tại Trung Quốc. Nên các bác đừng có hỏi em là Pureso thì nó là thương hiệu audio rất là lớn của Mỹ, tại sao lại sản xuất cái dòng này. Và em cũng xin thưa và đính chính lại, với những cái dòng đấy công suất, ngoại trừ như là Crown hoặc là một số cái dòng Mỹ nòi, nó sẽ sử dụng điện 110 cho đến 103 đấy. Tùy từng bang, có bang nó sử dụng 115, 110, thậm chí là 125. Đó, tùy từng bang nữa. Cho nên là mọi người phải hết sức là thông thái khi mà chúng ta mua những cái dòng đẩy công suất. Và đây là dòng đẩy công suất mang thương hiệu Pure Audio của Mỹ, nhưng được sản xuất tại Trung Quốc, cũng giống như là những chiếc iPhone các bác đang sử dụng. Đó là em nói thẳng thắn cho mọi người. Không có mọi người lại bảo là ông quảng cáo hàng Mỹ. Xin lỗi các bác, Mỹ nó có nhiều loại Mỹ. Và đây là cái phần bo lọc nguồn, nó sẽ sử dụng là 4 con tụ với điện áp là 80V, 15.000 US, chúng ta gọi là 15.000 mi. À, tất cả mọi người nhìn cái linh kiện nó rất là sướng. Đây, quạt đang chạy rất là êm. Chúng ta hay dùng cái từ là êm như chó thở. Đấy, quạt này rất là xịn, nó sử dụng hai quạt để nó thổi cho cái bo công suất này. Và khi mà cái nhiệt độ một bên một vế nào đó nó có vấn đề thì nó sẽ báo võng lên. Nó sẽ báo võng lên thì mọi người có thể là dễ dàng để kiểm soát nhá. Con này nó rất là thông minh đấy. Và đây, bên đây thì nó sẽ có cái đường điện, nguồn điện cấp vào thì nó sẽ có một cái cầu chì, một cái cầu chì bảo vệ để tránh những cái tình trạng là chập điện hay là những sự cố ngoài ý muốn. Thì nó sẽ có một cái bóng điện như này, nó cũng giống như là LA, máy LA hoặc một số cái dòng sâu Sanda của Mỹ đấy. Nhưng nói chung là những cái con máy nào mà nó liên quan đến công nghệ của Mỹ thường thì nó sẽ có một cái bóng điện như thế này các bác nhá. Hoặc là bóng điện hoặc là le. Đấy. Và đằng sau đây mọi người nhìn rõ, con đấy là còn rất là mới. Nó cũng được trang bị là chạm loa thông thường và jack new trick, để chúng ta có thể là thuận tiện trong cái việc là đấu nối. Đó, về phần loa.
Và đây những cái nút gạt để chúng ta tiếp địa này, tiếp mát đấy, MOS. Đây là các cấu hình mono, xích treo và bright để chúng ta có thể đánh. Và đây là điện áp vào thì chúng ta cứ gạt về 0.75, 0.77.5 này này. Đây là input để chúng ta kết nối xuống vang hoặc những thiết bị khác. Và đây là đường line ra, hoặc là chúng ta cũng có thể là đưa cái đường input vào đây cũng được nhá. Đây series mã vạch đầy đủ. Và với con đấy này thì công suất của nó là 800W một kênh. Chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta làm phối ghép những cặp loa có thể là công suất lớn, hoặc chúng ta lắp phòng karaoke, hoặc các bác có thể là chơi gia đình. Cái dòng này nó rất là thuận tiện, nó rất là hay. Bởi vì công suất 800 thì nó phù hợp hầu hết cho các bác để phối ghép đồ. Từ 600 đến 800 là một trong những cái công suất rất là lý tưởng. Rất là lý tưởng để chúng ta có thể là phối ghép với những cặp full 30 khó tính, những cái dòng loa full đơn 40 chẳng hạn, nếu anh em làm show. Con này đánh rất là hiệu quả. Và đặc biệt con này cái tiếng rất là hay các bác nhé. Tiếng rất là hay, sạch sẽ, hay. Phải nói là một trong những cái dòng đấy em đánh giá là cái tiếng cực kỳ sáng, sạch và hay đấy. Cái độ thúc của nó rất là mạnh. Khi mà chúng ta đánh vào những cái cặp loa mà cái tiếng bát nó lực thì chúng ta nghe qua con đấy này nó còn sẽ lực hơn nữa so với những cái dòng đấy thông thường. Và cái giải cao rất là phê luôn. Này tiếng rất là sáng. Class H là một trong những cái dòng đấy nó đã được khẳng định bởi thứ nhất là tiếng sạch, thứ hai là độ khỏe, thứ ba hiệu suất cao và rất là bền bỉ. Với những cái dòng đấy và bên mạch như thế này, nếu không may có vấn đề gì xảy ra thì hầu hết anh em ai cũng có thể sửa chữa được. Đó em nói thẳng nhá, ai cũng có thể sửa chữa được, mặc dù nó rất là thông minh. Chứ không như những cái dòng đẩy nguồn xung hoặc là một số cái dòng đẩy, nói chung là những dòng đẩy phức tạp bây giờ, thì hầu hết là phải có thợ sửa chữa và phải thợ giỏi các bác, phải thợ giỏi. Còn với những cái dòng mạch như thế này thì hầu hết là anh em điện tử ai cũng có thể làm được, nó rất là dễ dàng vì nó rất là cơ bản thôi. Thì với con đẩy Pure Audio MS1600 ở 600W một kênh ngày hôm nay, bên em sẽ bán cho các bác với một cái giá rất là tuyệt vời nha. Rất là tuyệt vời. Em bán cho mọi người 5 triệu đồng cho một chiếc đẩy hiện đại cao cấp như thế này, mới giá chỉ 5 triệu thôi. Mọi người quan tâm có thể vui lòng liên hệ Hoàng Anh Âm Thanh theo số điện thoại 0908 913171. Các bác xem video nhớ cho Hoàng Anh Âm Thanh xin một nút like. Và ai đang xem lần đầu trước khi thoát ra hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật được những cái mặt hàng và sản phẩm mới nhất bên Hoàng Anh Audio. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.